Tiếp theo chương 4, kiểu dữ liệu có cấu trúc. Hôm nay chúng ta đi tìm hiểu một kiểu dữ liệu mới. Bài 12, kiểu sâu. Nội dung bài học bao gồm 4 phần. 1. Một số khái niệm. 2. Khai báo biến sâu. 3. Các thao tác xử lý sâu. 4. Một số ví dụ. Chúng ta đi vào nội dung thứ nhất. Một số khái niệm. Khái niệm đầu tiên, sâu là dãy các ký tự trong bảng mã ASCII. Mỗi ký tự được gọi là một phần tử của sâu. Ví dụ, sâu Hà Nội. Sâu Hà Nội bao gồm các phần tử như sau: H, A, khoảng cách, N, O, I. Khái niệm tiếp theo. Độ dài của sâu là dãy các ký tự trong bảng mã ASCII. Ví dụ, sâu Hà Nội có tổng cộng 6 ký tự, do đó độ dài của sâu sẽ là 6. Khái niệm cuối cùng, sâu rỗng là sâu có độ dài bằng 0. Trong nội dung phần 1 có hai chú ý. Chú ý thứ nhất, có thể xem sâu là mảng một chiều mà mỗi phần tử là một ký tự. Ví dụ, sâu ếch có thể xem là mảng một chiều và các phần tử chính là các ký tự có trong sâu. Chú ý thứ hai, tham chiếu đến từng phần tử của sâu. Cách viết như sau: tên biến sâu, chỉ số đặt trong cặp dấu ngoặc vuông. Ví dụ, tham chiếu đến phần tử thứ 5 của sâu ếch. Trước tiên chúng ta cần đánh chỉ số cho từng phần tử cho sâu. Và kết quả tham chiếu đến phần tử thứ 5 của sâu ếch là ký tự O. Ví dụ kế tiếp, tham chiếu đến phần tử thứ 3 của sâu ếch. Kết quả khoảng cách. Kết thúc phần 1, chuyển sang phần 2. Khai báo biến sâu. Cú pháp khai báo như sau: và tên biến 2 chấm string độ dài lớn nhất của sâu. Trong đó, tên biến là tên của biến sâu, string là từ khóa khai báo biến sâu. Độ dài lớn nhất của sâu là độ dài lớn nhất có thể của sâu, không vượt quá 255. Một số ví dụ. Ví dụ 1, khai báo biến sâu để lưu họ tên của một người. Viết khai báo như sau: và họ tên, string, độ dài khai báo là 25. Ví dụ số 2, khai báo biến sâu để lưu địa chỉ của một người. Viết khai báo như sau: và địa chỉ 2 chấm string, không khai báo độ dài lớn nhất của sâu. Sau string, nếu không khai báo độ dài lớn nhất của sâu, vậy khai báo đúng hay sai? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta xem chú ý sau đây. Như vậy, việc không khai báo độ dài lớn nhất của sâu sau từ khóa string là đúng và độ dài mặc định sẽ là 255. Kết thúc nội dung 2, khai báo biến sâu, chuyển sang nội dung 3. Các thao tác xử lý sâu. Thao tác đầu tiên, A nhỏ, phép ghép sâu. Phép ghép sâu, ký hiệu là dấu cộng, được sử dụng để ghép nhiều sâu thành một. Thực hiện phép ghép sâu với các hằng và biến sâu. Ví dụ, thực hiện phép ghép sâu đối với hai sâu Việt và Nam cho ta kết quả của một sâu mới Việt Nam. Thao tác thứ hai, phép so sánh sâu. Các phép so sánh bao gồm nhỏ, nhỏ hơn hoặc bằng, lớn, lớn hơn hoặc bằng, phép bằng, phép khác. Quy tắc so sánh hai sâu có 3 quy tắc như sau. Quy tắc đầu tiên, sâu A lớn hơn B nếu ký tự đầu tiên khác nhau giữa chúng kể từ trái sang trong sâu A có mã ASCII lớn hơn. Quy tắc thứ hai, nếu A và B là các sâu có độ dài khác nhau và A là đoạn đầu của B thì A lớn hơn B. Quy tắc thứ ba, hai sâu được coi là bằng nhau nếu chúng giống nhau hoàn toàn. Một số ví dụ phép so sánh sâu. Ví dụ số 1, so sánh hai sâu máy tính, máy tính. Kết quả cho ta được phép bằng vì hai sâu hoàn toàn giống nhau. Ví dụ số 2, so sánh hai sâu Việt Nam, Hà Nội. Hai sâu này hoàn toàn khác nhau và có độ dài khác nhau. Do đó chúng ta cần xác định được mã ASCII của ký tự đầu tiên khác nhau giữa hai sâu. Ký tự đầu tiên của sâu Việt Nam V và ký tự đầu tiên của sâu Hà Nội H. Mã ASCII của V là 86, mã ASCII của Hà Nội 72. Do đó sâu Việt Nam lớn hơn sâu Hà Nội.
Ví dụ số 3, so sánh hai sâu, lớp học, lớp. Ta nhận thấy rằng sâu lớp học là phần đầu của sâu lớp. Do đó, sâu lớp học lớn hơn sâu lớp. Thao tác xử lý sâu tiếp theo, thủ tục delete. Thủ tục delete được viết như sau: delete STVTN. Thủ tục delete dùng để thực hiện việc xóa N ký tự của sâu ST bắt đầu từ vị trí VT. Ví dụ áp dụng giá trị ST sâu tinh học. Thao tác thực hiện delete ST14. Thao tác này có ý nghĩa xóa đi 4 ký tự bắt đầu từ vị trí số 1 của sâu ST. Trước tiên, ta xác định được vị trí thứ nhất của sâu ST là ký tự T. Từ ký tự T, ta lấy 4 ký tự xóa đi. 4 ký tự đó là T, I, N và khoảng cách. Kết quả còn lại của sâu ST là sâu học. D nhỏ, thủ tục insert. Cách viết thủ tục insert. Insert S1, S2, VT. Thủ tục insert dùng để chèn sâu S1 vào sâu S2 bắt đầu từ vị trí VT của sâu S2. Ví dụ áp dụng giá trị S1 sâu AB, giá trị S2 sâu MNCD. Thao tác insert S1, S2, 3. Thao tác này có ý nghĩa chèn sâu S1 vào sâu S2 bắt đầu từ vị trí thứ 3 của sâu S2, tức là chèn sâu AB vào sâu MNCD bắt đầu từ vị trí thứ 3 của sâu MNCD. Trước tiên, ta xác định được vị trí thứ 3 của sâu MNCD là ký tự C. Tiếp theo, ta đưa ký tự AB vào vị trí số 3 của MNCD. Kết quả nhận được là sâu MNABCD. E nhỏ, hàm copy. Hàm copy được viết như sau: copy SVTN dùng để tạo sâu gồm N ký tự liên tiếp bắt đầu từ vị trí VT của sâu S. Ví dụ, giá trị sâu S là sâu Welcome Việt Nam. Thao tác copy S84. Ý nghĩa của thao tác là tạo sâu gồm 4 ký tự liên tiếp bắt đầu từ vị trí số 8 của sâu S. Vị trí số 8 của sâu S là ký tự V. Từ ký tự V, chúng ta lấy 4 ký tự liên tiếp bao gồm V, I, E, T. Kết quả của hàm copy cho ta được sâu Việt. Thao tác xử lý tiếp theo, hàm len. Cách viết hàm len. Len S cho giá trị là độ dài sâu S. Một số ví dụ. Ví dụ thứ nhất, giá trị S sâu Pascal. Thao tác len S. Ta tiến hành đếm số lượng ký tự có trong sâu S. Có 6 ký tự. Do đó kết quả nhận được độ dài sâu S là 6. Ví dụ tiếp theo, giá trị S là sâu xin chào. Thao tác len S. Tiến hành đếm số lượng ký tự có trong S. Có 8 ký tự. Do đó kết quả nhận được của hàm len là 8. Hàm tiếp theo, hàm boss. Boss S1, S2 cho vị trí xuất hiện đầu tiên của sâu S1 trong sâu S2. Ví dụ, giá trị S2 sâu A, B, C, D, E, F. Thao tác boss BC S2, tức là kiểm tra xem BC có xuất hiện trong sâu S2 hay không. Ta nhận thấy sâu BC có xuất hiện trong sâu S2. Vị trí bắt đầu của nó là 2. Do đó kết quả nhận được của hàm boss là 2. Ví dụ tiếp theo, giá trị S2 vẫn là sâu A, B, C, D, E, F. Thao tác boss K S2, kiểm tra xem ký tự K có xuất hiện trong sâu S2 hay không và vị trí của nó là bao nhiêu. Ta nhận thấy K không có xuất hiện trong sâu S2. Do đó, kết quả nhận được của hàm boss là 0.
Thao tác xử lý cuối cùng hàm ok. Cách viết ok CH cho chữ cái in hoa ứng với chữ cái trong CH. Ví dụ, giá trị CH ký tự A thường. Thao tác ok CH cho kết quả là một ký tự A hoa. Ví dụ thứ hai, giá trị CH là một ký tự M hoa. Ok CH lên cho kết quả là một ký tự M hoa. Qua hai ví dụ ta thấy hàm ok chỉ sử dụng cho một ký tự. Trường hợp ok cho một sâu có từ hai ký tự trở lên, việc ok sẽ tiến hành như thế nào? Chúng ta xem chú ý sau đây. Để ok cho một sâu từ hai ký tự trở lên, ta cần tham chiếu đến từng ký tự trong sâu và thực hiện ok từng ký tự đã được tham chiếu đó. Kết thúc nội dung số 3, ta đi vào nội dung cuối cùng. Một số ví dụ. Ví dụ thứ nhất, chương trình nhập họ tên của hai người vào hai biến sâu và đưa ra màn hình sâu dài hơn, nếu bằng nhau thì đưa ra sâu nhập sau. Chương trình được viết như sau. Phần khai báo chương trình có các khai báo tên chương trình, khai báo thư viện và khai báo biến. Khai báo biến ở đây chúng ta khai báo hai biến sâu A, B. Phần thân chương trình, để tiến hành nhập hai biến sâu A, B, ta sử dụng câu lệnh try và câu lệnh trick. Tiếp theo, để lấy được độ dài của sâu, ta sử dụng hàm len. Sau đó, tiến hành so sánh độ dài của sâu A và sâu B. Nếu độ dài sâu A lớn hơn độ dài sâu B, xuất ra màn hình sâu A. Trường hợp ngược lại, tức là độ dài sâu B lớn hơn độ dài sâu A hay độ dài sâu B bằng độ dài sâu A thì xuất ra màn hình sâu B. Ví dụ thứ hai, chương trình nhập một sâu vào từ bàn phím và đưa ra màn hình sâu đó nhưng viết theo thứ tự ngược lại. Chương trình được viết như sau. Phần khai báo tên chương trình, khai báo thư viện, khai báo biến. Trong khai báo biến của bài này chúng ta khai báo các biến như sau. Biến A là biến sâu. Biến Y là biến điếm, được sử dụng trong câu lệnh for. Biến K dùng để lấy được độ dài của sâu A. Phần thân chương trình xử lý như sau. Sử dụng câu lệnh try và read để nhập sâu A vào. Tiếp theo, dùng hàm len lấy được độ dài của sâu A gắn cho biến K. Cuối cùng, sử dụng câu lệnh for để xuất ra màn hình sâu A theo thứ tự ngược lại. Bài 12, chữ sâu kết thúc ở ví dụ số 2. Tiếp theo là phần dặn dò. Các em cố gắng học phần lý thuyết thật tốt để vận dụng vào phần bài tập mà cô gửi kèm theo. Nội dung của bài tập bao gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm đi từ mức độ dễ đến mức độ khó. Chúc các em học tập tốt.